nay mình sẽ review cho các bạn một bộ sản phẩm đến từ hãng đồ chơi Bandai của Nhật Bản, kết hợp với Tamashii Nation. Đó chính là bộ sản phẩm SR Figure Kamen Rider Amazon New Omega trong series phim Kamen Rider Amazon Season 2. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với sản phẩm luôn nha. Đây là ở phần mặt hộp có để hình của bộ sản phẩm và cả hình của nhân vật kèm theo tên Kamen Rider Amazon New Omega. Nhìn hộp trông rất là gọn. Đây là vào bên trái cũng có để tên và cái hình của figure luôn. Đây là mặt bên phải cũng chỉ có cái tên thôi, không có gì cả. Còn đây là mặt sau, có những cái hình minh họa của bộ sản phẩm bên trong mà chúng ta có symbol, style và heroic action. Và đây là những cái dòng chữ Nhật gì đó đó thì mình không biết, thì bạn nào giỏi tiếng Nhật thì dịch ra cho mình biết nha. Đó. Đây là mặt dưới hộp thì chắc cũng không có gì lắm. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm bên trong nha. Tay hơi rung một xí. Và đây chính là bộ sản phẩm của chúng ta. Ok. Đây. Hàng còn nguyên nha mọi người. Và đây chính là bộ sản phẩm nhân vật chính của chúng ta, Kamen Rider Amazon New Omega. Đây là cái cảm giác đầu tiên mà mình cầm lên Kamen Rider này. Rất là đã mọi người ạ. Trong nó có một cái cảm giác gì đó nó rất là khác. Tại vì ngày xưa mình cũng hay chơi hàng Trung Quốc nhiều, nên là bây giờ mà kiểu lần đầu tiên được đụng vào hàng real, nó cảm giác rất là đã tay. Mặc dù figure nó cũng không có to cho lắm. Ok, đầu tiên là mình sẽ xem về cái phần ngoại hình của Amazon New Omega nhé. Về phần ngoại hình thì mình chỉ biết dùng một từ cho Kamen Rider thôi, đó là ngầu. À, có thể thêm một chữ nữa là chất luôn. Đó, đây chúng ta thấy có những cái chi tiết mà giống như là nửa phần giáp được hoàn chỉnh rồi, còn nửa phần giáp còn lại thì kiểu vẫn còn bị hở giống kiểu chưa hoàn thành vậy. Sự kết hợp giữa một thú săn mồi với lại những cái thiết bị công nghệ ở Season 2. Đây, mình sẽ zoom lại gần một chút cho mọi người thấy. Đây là cái phần đầu. Đó, phần đầu nó còn có mắt màu đỏ và được phủ một cái lớp kính trong suốt. Và đây là cái phần mang của chúng. Và có cả cái phần sừng màu vàng ở đây nữa. Về phần thân thì bộ giáp giống như là gần được hoàn chỉnh rồi. Đó, một bên được sơn màu bạc metallic với một bên nữa là màu đen. Và cả phần giáp vai cũng hơi khác. Bên đây thì nó kiểu nó có giống một cái sừng. Còn bên đây là phần giáp bình thường. Ở phần bao tay thì ở bên đây nó giống như là bộ giáp của Amazon Omega ở Season 1 vậy. Giống như là vẫn còn giữ lại một cái phần của thú săn mồi bản gốc, khi mà nó có cái phần gai ở đây. Còn ở phần tay bên tay phải thì nó lại có cái phần giáp khác do là được cải tiến rồi. Còn ở phần dưới đây là có một phần màu vàng cam với lại là màu chủ đạo vẫn là màu xanh lá. Còn đây là cái driver, cái Neo Amazon driver là thiết bị biến hình của nhân vật này. Đó. Đây, sẽ cho mọi người xem. Còn đây là ở phần bên dưới, phần dưới chân của Amazon Neo Omega thì có những cái chi tiết màu xanh lá là chủ đạo với những cái viền màu đỏ. Ở phần sau thì là có màu đen. Và phần đầu gối với ở phần bao chân ở đây thì nó có giống như là những cái mang của thú săn mồi vậy. Và ở phần dưới cái giày này là màu đen. Đó, thì tổng quan lại thì các mô hình Kamen Rider của Bandai làm thực sự họ làm rất là tỉ mỉ. Ở phần ngoại hình dường như là không bị sơn lỗi một chỗ nào, nhìn rất là bắt mắt và hoàn toàn là bám sát như trong phim luôn. Rồi. Sau đây là một số cái phụ kiện mà đi kèm với cái bộ sản phẩm của Kamen Rider Amazon New Omega này. Đây là những cái item mà chúng ta có.
gồm có hai bàn tay nắm là ở cố định ở trên sản phẩm, và ngoài ra chúng ta có hai bàn tay kiểu thả lỏng ở ở trên này của mình, kiểu thả lỏng. Còn đây là hai bàn tay kiểu giống như là cạo cấu vậy, rất là hữu dụng cho những cái camera Amazon luôn, tại vì là trong bộ phim đó thì họ vẫn hay có cái tư thế cạo cấu rồi xé xác liên tục. Còn đây là một cái phần vũ khí là Blade, là một cái kiếm của các Kamen Rider Amazon, cụ thể là của Neo với lại Neo Omega. Tuy nhiên ở đây mình lại cảm thấy nó có một điểm trừ là việc mà cái vũ khí này nó lại nối liền thêm một cái tay nữa. Vì vậy nếu như mà để sử dụng được cái vũ khí này thì chúng ta lại phải bỏ lại phải thay thế cái phần cánh tay của Neo Omega đi và phải gắn lại thêm một cái khác nữa, thì thật sự mình lại cảm thấy không thích cái chi tiết này cho lắm. Thì đây là một số cái item. Và bây giờ mình sẽ thể hiện một vài cái biên độ cử động của Amazonia Omega nhé. Đây, trước tiên là hết là ở cái phần đầu. Thì chúng ta ngẩng được chưa được 45 độ nữa. Cúi xuống cũng khá bình thường. Xoay trái xoay phải thì cũng khá là thoải mái. Và lắc qua lắc lại. Cái lý do mà Amazonia Omega không thể nào mà ngẩng đầu cao lên được là bởi vì cái phần cổ của nó đã bị vướng ở cái phần đây rồi, là cái phần giáp cổ, nên là cái biên độ của nó bị hạn chế đi. Còn ở cái phần tay thì ở phần giáp vai thì chúng ta có thể để bẻ qua thế này để mà tăng biên độ cử động. Tay dang ra thì đủ gần 90 độ, khá thoải mái vì cái phần giáp tay đã được nối liền với cái phần vai rồi, và xoay xoay hoàn toàn một 360 độ được. Còn chúng ta còn có một cái phần ở cái ở bắp tay sao sao ấy, nhưng mà cũng không được tiện cho lắm, nhưng mà nói chung là ok, chấp nhận được, không sao cả. Đây là ở phần chúng ta còn có một cái khớp ở đây đó, co tay lên co tay xuống được. Và ở cái phần bàn tay thì chúng ta có thể xoay, không thể nào mà đưa lên đưa xuống được như là những cái bộ sản phẩm khác. Còn ở cái phần khớp ức thì chúng ta hoàn toàn là cho cúi xuống cúi lên được đó. Ở phần sắp ở phần khớp ức và phần khớp bụng cặp lên cặp xuống thoải mái và xoay qua xoay lại khá là ok. Ở phần đai lưng thì nó cũng hơi lỏng lẻo xíu để mà tăng biên độ cử động. Ở phần chân thì chúng ta có thể tẹt ngang qua khá thoải mái, mặc dù là không được 90 độ, đưa lên đưa xuống hoàn toàn rất là tốt. Và ở cái phần đầu gối thì gặp lại được khá thoải mái. Và ở cái phần cẳng chân thì đưa qua đưa lại được, gặp lên gặp xuống cực kỳ thoải mái. Nói chung thì biên độ cử động của các mô hình SF thì là hoàn toàn là rất là tốt rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Và sau đây là mình sẽ thể hiện một vài cái tư thế action của nhân vật này, mời các bạn xem nhé.
có và về cái kích thước đó thì Amazon Omega này cũng cũng khá là cao, mặc dù là nhỏ gọn nhưng mà về cái kích thước thì khá là được, khá là ổn. Đây mình sẽ có một cái sự so sánh không cân sức ở đây. Đó là một ông đồ chơi hàng Trung Quốc. Đó. Đó, hai người mọi người xem. Thì Amazon Omega thì nhìn nó nhỏ gọn hơn, nó không có kiểu be con như ông này, và cái chiều cao thì tất nhiên là cao hơn rồi. Tại vì cái mặt nạ ông này thì chả có gì cả, còn Omega là còn còn cộng hưởng thêm cả cái sừng nữa nên là chắc chắn là cao hơn rồi. Và cuối cùng là phần nhận xét chung về mô hình Kamen Rider Amazon New Omega này, thì về phần ngoại hình không thể chê vào đâu được nữa rồi, hoàn toàn bám sát vào trong phim, rất là đẹp, ngầu, chất. Đó là những cái từ ngữ mà mình dành cho bộ sản phẩm này. Còn về khớp cử động thì khá là ổn, rất là ok, như bao sản phẩm SRF khác như là về Dragon Ball hay là các thứ nếu như mà các bạn có theo dõi ở những cái channel khác. Chỉ có một cái điểm trừ mà mình dành cho cái sản phẩm này là ở về cái phần vũ khí, khi mà cái thanh kiếm này nó lại nối liền với cái phần tay thì mình thật sự không thích cho lắm, mình lại thích cái phần vũ khí rời hơn thôi. Đó, thì đó là cái điểm trừ duy nhất, còn lại thì mình sẽ chấm điểm là 9 trên 10 cho cái bộ sản phẩm này vì rất là hoàn hảo rồi. Và clip tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Và các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình cho mọi người biết nhé.